Hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. Video chiều hôm nay thì mình sẽ lại review và test chất âm đuôi loa JBL Aeon 1500 các bác nhá. Loa vỏ nhựa, một bát 40 và một loa chép kèn. Đó. Thì loa Aeon 1500 sử dụng loa bát và loa chép như là loa JRX115 các bác nhá. Cái bát M115 đấy, với cả cái chép 2412H đó là chạy cấu hình loa bát loa chép như thế các bác nhá. Đấy. Đây là mặt trước loa, loa thì đẹp như mới tinh luôn. Đó. Em đang để ngựa này, em chỉ lau mỗi mặt trên thôi, còn sau em chưa lau đâu. Đây các bác này, đấy, nó bẩn lắm. Các bác mà xem video của Timmy thấy hay, nhớ xem Tiến một like các bác nhá. Bấm đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ thật nhiều cho Timmy. Đó, nó mới lắm, nhưng mà Timmy không lau chùi đâu. Nó bụi bặm nên để nguyên đấy. Lau mỗi mặt trước thôi. Đó. Cực kỳ ngầu luôn. JBL. Loa này mà các bác mà phòng gia đình 3-4 m² với một con súp nữa thì cực kỳ hay, về tiếng tép còn lại sáng lắm. Đây, Aeon 1500 monitor các bác nhá. Đấy, chuyên lời và chép thì cực kỳ rồi. Đấy, 225W. Đấy. Made in USA. Đó. Bên này có rắc 6 ly và rắc Calon. Công suất con này và con JRX115 thì nó như nhau các bác nhá. Là cái tín hiệu đầu vào là từ 225W là đầu vào. Đấy, max tối đa của nó là 500W, 600W. Nó đẹp cực kỳ luôn các bác. Đây là đằng sau chứ đi không lau đâu. Thì mình đang để ngựa đây này. Nó bị lau cái mặt trước vậy thôi, thì nó đẹp. Đó. Còn các bác nào mà có mua mà thích lau thì em tiến thêm lau cho. Mọi nhá. Hai cái đẹp như nhau hết. Nó này các bác nào làm đi hội trường. Đấy, hội trường này cắm cọc. Nó có cắm cọc hết các bác nhá. Cắm cọc chân này. Đấy. Cực kỳ đẹp chưa? Giá cả thì cực kỳ hợp lý, những loa mà đẹp xuất sắc như này hiện tại bên Tiến Mini bán giá là 13.500.000 bao ship. 13.500.000 bao ship các bác nhá. Còn những loa nó xấu hơn. Đấy thì giá nó đang là 12.000.000, 11.000.000, 13.000.000, 12.500.000. Nói chung tùy. Nói loa nó phải tiền nào của đấy, đẹp thì là nó tiền đẹp mà xấu tiền xấu. Đó. Vâng, đây mình sẽ mời các bác cùng nghe luôn để cho đỡ các bác phải đợi lâu.
Vâng các bác, đó là chất âm của đôi loa JBL E-ông 1500, loa vỏ nhựa bát 40, một chiếc kèn các bác nhé. Chất âm này cực kỳ hay, cực kỳ sáng. Đó, đây thì mình ABN thì alo được các bác nghe cùng nghe nhé. Đây nó lọng đôi thì nó đẹp sẹt quá. Lê 1 2 3 4 5 6. Lê 1 2 4 6 9. Lê alo 1 2 3 4 5 6. Đó các bạn nghe chất âm nó cực kỳ sáng và sạch. Lê 1 2 3 4 5 6. Lê 4 6 9. Alo. Nó tuyệt vời các bác, cực kỳ hay luôn. Hay là bác nào đã có loa rồi muốn thêm lời vào chép thì những đôi loa này nó đáp ứng những bác đủ yêu cầu luôn, đủ tiêu chí của bác dùng luôn. Lời cực kỳ hay, mịn, sạch, sáng các bác nhé. Đó, loa này thì nó có hai chiếc bóng ở trong để bảo vệ nó chép. Khi là các bác mở to nó sẽ sáng ở bên trong, các bác nhìn thấy được. Đó, cực kỳ an toàn luôn. Giá hiện tại bên em Tiến đang bán là 13.500.000 bao ship các bác nhé. 13.500.000 bao ship là loa đẹp như thế này. Còn những loa xấu hơn thì 12, 11, 12 năm thì em chưa có. Trước mắt chỉ có một đôi đẹp xuất sắc thì đã. Còn hôm nào có đôi loa nào mà nó thầy trước hơn thì là giá thành nó sẽ rẻ hơn các bác nhá. 13 năm, loa vỏ nhựa, nó có chân cắm, cọc cắm hết. Đó, các bác chơi cái chân chữ Y ấy, chân chim cắm xuống. Hay đặt môi tơ đặt dưới đất như này, nhỏ rộng thì cực kỳ luôn. Chỉ cần thêm một chiếc súp 50 nữa thôi mà quá tuyệt vời quá. Mà giá thành có hợp lý bằng loa tàu luôn. Các bác đi loa một loa B3 bây giờ là 10 mấy triệu rồi thì tội gì dùng loa B3 đúng không bác? Đó, Tiến Mimi còn một đôi nó liền công suất nữa, nhưng mà để review sau. Một đôi nó liền công suất luôn, có công suất các bác chỉ cắm vàng vào là hát thôi. Để vào nữa thì mình sẽ quay đôi đấy cho bác. Thì vì tạo lại bên Tiến Mimi đang thuê nhà ở ngoài kia, người ta để ở tạm thôi các bác, nó chặt đất không có chỗ để mới. Cho nên là cứ mang dần về để review cho các bác. Đó, 13.500.000 các bác nhá. Bác nào mua thì hệ sớm với Tiến Mimi theo số điện thoại là 0948 388 4448. Tiến Mimi ở thị trấn Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, các bác xem video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ thật nhiều cho Tiến Mimi các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều, đã xem hết video của Tiến Mimi.